Xin chào các bạn, hôm nay là chủ nhật, mình đi chợ hàng. Đây là cổng vào khu bán chó mèo, gia cầm ở chợ hàng. Các bạn thấy là sáng nay trời mưa ấy, thì bớt một chút thôi, nhưng mà cũng rất là đông người đi đến chợ hàng. Phần đông thì đến để mua, đến để xem và đến để ngắm chợ hàng. Đây là khu bán chó mèo các bạn ạ. Thường thì những người mà bán nho lẻ thường bán ở ngoài cổng chợ, còn trong khu vực này thì buôn chó mèo chuyên nghiệp. Hôm nào thì cũng mình đi chợ thì cũng thấy những người bán hàng, những người bán chó mèo ở đây. Mèo nó to này rồi, nó cứng mèo rồi. Ở đây thì có đủ các loại chó mèo các bạn, từ chó kiến này, hay chó bọ, rồi những loài chó cao cấp hơn, ví dụ pốc bồ này, ví dụ như sóc, phốc sóc này, phốc hươu vân vân. Ở đây rất là nhiều loại mèo ba tư nhiều lắm. Cách mua bán ở đây thì cũng rất là nhiều, đa dạng các bạn nhé. Nếu như mà chúng ta không quen nên là đầu tiên đến đây thì cũng rất là dễ bị lừa lắm. Có nhiều cái chiêu trò mà người bán hàng đây áp dụng, ví dụ như là cách thứ nhất là bạn có mồi, chúng ta đến mua thì có một người mà đến cũng không trả giá, chúng ta có mồi đấy, để giá nó cao lên, sau khi nữa là nếu bán được hàng ấy thì lại người bán hàng lại cho có mồi mấy chục, một trăm đấy. Cách thứ hai là người ta làm đẹp cho con giống, nếu như cây hàng sau này tí nữa các bạn sẽ theo dõi cái video của mình ấy, ở cuối sẽ thấy là những con chó mèo nó bị ướt hoặc là lông xấu xí xù xì chẳng hạn, thì người ta trải chuốt đi, nhìn rất là đẹp. Rồi những con mà nếu như mà chúng ta nuôi chó mèo tinh ấy, chúng ta để ý ấy, những con mà nó hơi cơ kiểu nó khật khưỡng ấy, chúng ta mua về rất dễ bị chết, khó chăm lắm, thường là chó bị bệnh. Nhưng mà người ta mống má vào nhìn rất đẹp luôn, nhìn rất là yêu luôn. Những con chó mèo này này, bạn nhìn thấy không? Nó sao chúng ta phải thấy là lông nó rất là mượt. Nhưng mà nếu mà để ý ra thì có một số con tại sao mà nó cứ nằm cược như thế? Đây, các bạn nhìn đàn chó này chưa, rất đẹp chưa, con nào con đấy mượt mà, lông rất là mượt luôn này. Đây một con này đang được mông má này, các bạn thấy không, cái khuất và cái nhìn long lanh luôn, rất là đẹp luôn. Thank you.
Còn đây, đây là giống chó rất là đặc biệt. Các bạn thấy không? Tai nó cũng vảnh lên này. Được chưa? Tuy nhiên các bạn xem hết video nhé, hết đoạn này nhé. Chúng ta thấy là cũng một nghệ thuật bán hàng nữa đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chờ xíu nhé, các bạn cứ theo dõi tiếp nhé. Các bạn nhìn thấy. Sao nó dòng thẳng? Đúng rồi, nó dòng thẳng như thế này luôn. Bây giờ nó phải làm này. Nó không làm cái này lúc con thì nó bọc ngang, con thì nó lại cục, con thì nó lại cục ra. Đây ta bán con này ở trong cái tây con lần là cho đức cái này là ép mấy là con có chuẩn luôn đấy ạ, chẳng có ép nào, bố mẹ chuẩn có tố có giấy luôn đấy ạ. Đấy, ba bán tố 5 lứa, con 4-5 triệu một con. Lứa này em đi lễ mang em bán hết luôn đi. 4-5 triệu nó giấy tờ này đủ. Em bảo lứa trước là làm được giấy rồi. Bán 4-5 triệu một con, nhưng mà lứa này em không làm giấy nữa. Cái này có giấy phải báo 5-7 triệu. Anh đưa 1,4 triệu em làm giấy cho. À, em hứa luôn là đúng tuần là đến nhà em. Đến nhà em đúng, anh chọn nào cũng đưa 1,4 triệu. Bây giờ khách hàng cần gì là đáp ứng được hết. Nó bán chó người ta làm giấy, làm giấy. Đừng quay anh. Quay với con chó thôi. Vâng, đừng quay mặt người. Anh chọn nào đưa thêm 1,4 triệu em làm giấy thôi. Em muốn bán này để cho nhanh, không làm giấy. Thật sự đấy, em không làm giấy, anh thích giấy em thôi. Đưa đúng 1,4 triệu này về nhà em hứa. Đúng 1 tuần 6 ngày có giấy. Mua không giấy để cho nó rẻ, mua giấy để về làm gì? Giấy vứt đi làm cái gì? Mấy triệu một con sapphire này là rẻ nhỉ? Đây mình quay lại khu vực cổng chợ này. Thì khu vực này chúng ta thấy là con chó mèo thì được bày bán rất đơn sơ này thôi. Có thể là những người mà người ta nuôi và người ta không, khi mà người ta không có nhu cầu nuôi, thích nuôi mà hoặc điều kiện không có, không cho phép để nuôi nữa thì người ta đem đây người ta bán. Thì ví dụ như những cái tổ chó mèo nhỏ nhỏ thôi. Mua ngoài này thường giá nó rẻ hơn, dễ chịu hơn. Nếu mua trong kia thì người ta đã đi buôn rồi thì giá nó sẽ cao hơn. Bao nhiêu tiền mèo? 30 tiền mèo ạ. Bao nhiêu tiền mèo? 3 tuần đều mấy trăm nghìn đấy.
trời mắc mưa nhiều thế. Dạ, nó là dư. Dạ, nó dư nó chết, đưa về nó không ăn, nó cứ chết, dần dần nó chết. Cứ cho ăn cơm đi, cho cơm, cho cá, cho thịt đi, đừng cho ăn cá. Nếu không ăn, anh ơi, anh thấy nó không ăn một buổi nhé, anh mua cái thuốc thú y về. Xong rồi nó ốm ấy, anh tiêm cho nó. Không có tiêm, ông cứ không cho ăn cá. Bà này không biết gì. Mẹ là con Thái. Bao tiền cho mày? Con này 400 ngàn. Mèo bắt sát ở cháu mà. Anh nhìn này. Anh chồng, anh chồng. Không. Mèo ta đó, anh chồng rồi. Mèo của cháu đẹp như thế này hả? Bà nhìn mắt đi hả? Nhìn chưa mắt này. Đây là khu vực sâu trong bên chợ nhé, sâu trong khu vực quán này thì những cái con chó mèo đây rất là đẹp, rất là xinh, rất là khỏe, nhưng giá hơi cao một chút. Những em chó mèo đây có thể được nuôi và nhân giống, hoặc là cũng có thể người ta buôn từ nước ngoài về. Bây giờ thường có thể những cái cửa hàng lớn người ta chuyên buôn và người ta mới bán. Đẹp trai đi con đấy, đi xem con chó bọ là thật đẹp. Thôi những cái quần chúng mặt này nó giống nhưng mà nó lại kiểu như này, chỗ này nó mướt, cái này nó gồ lên, chặt con kia chỗ này nó thành ra. Bác con này nông thôn cơ, chứ không phải chó kia. Mày mua bác lấy 3.8 triệu. Chó cái này nha. Là một tín đồ của chạy hàng, có video gì hay mình sẽ up lên các bạn thì chú theo dõi. Một video này thì mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc. Chào các bạn nhé.